Xin chào tất cả các bạn nha. Cái động cơ 3 pha ấy thì bây giờ người ta sử dụng rất là nhiều. Thì trong thực tế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra một con động cơ 3 pha, cái con motor 3 pha này, xem nào nó sống hay chết, tình trạng của nó như nào. Đó thì đối với cái động cơ 3 pha nhá, thì đây là cái loại động cơ lớn này các bạn này. Động cơ lớn này nó là 30 kW, thì cách chúng ta kiểm tra là như này. Thì thường cái động cơ lớn nó sẽ ra là 6 đầu dây, 6 cọc như này. Và các cái nhà máy thì họ cũng không đấu sẵn. Và các cái động cơ này thì nó có thể khởi động sau tam giác. Vì vậy là nó đưa ra 6 cái đầu dây như này. Thì thông thường theo thứ tự của nó, ví dụ như là đây là đầu U1, thì đây sẽ là V2 các bạn nhé. Đây là U1 này, thì đây sẽ là V2, và bên này là V1, thì đây sẽ là U2, và chỗ này là V1, thì chỗ này nó sẽ là V2. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây, theo một cái sơ đồ mình đã vẽ đây các bạn này, thì để mà đấu sao thì nó không thành vấn đề, vì các bạn sắp xếp cái thứ tự ở đây như này thì nó không quan trọng, vì khi đấu sao người ta túm tất cái này lại với nhau, đúng không? Khi đấu sao là UV2 đấu tất lại với nhau, thì các bạn đấu này thì nó ở vị trí nào nó cũng là đấu trụm lại. Tuy nhiên khi mà đấu tam giác đấy, khi mà chuyển sang đấu tam giác thì các bạn biết là U1 đây đúng không? Với U2 đó thì nó là một cuộn đấy, thì U1 đây đúng không? Và U2 đây, U2 thì nó bắt buộc là U2 này nó phải thẳng với cái đầu của thằng V2 AV1. Đây, U2 đây nhá các bạn nhá. U2 đây. Nó sẽ phải đấu thẳng sang cái đầu của V1. Đó, và tương tự như vậy là V2 là cuối của cái cuộn V đây, cuối cuộn V2 đây. Đó, thì nó phải đấu với cả cái thằng gì? V1 đây, các bạn, V1 đây. Và cuối cùng là gì? Thằng V2. Đây, nó phải nối với thằng U1. Đó, thì khi nó nối như vậy thì nó nối trụm cái này lại này. Đó. Nối trụm ba cái pha này lại thì là lối tam giác, và ba cái pha này nó sẽ đưa ra L1, L2 và L3, đúng không ạ? L1. L1 đây, L2, L3 đây. Đấy. Còn đấu sao thì nó chỉ cần túm ba cái đầu này lại, thì các bạn lại túm ba cái đầu UVV2 này là được. Đó, thì bây giờ để đo nhá. Để mà đo thì đầu tiên là các bạn, đối với cái động cơ 6 đầu dây thì các bạn sẽ cần đo là cuộn U1 với U2 và VK1, VK2, V2, V1. Thì bạn đo cuộn dây này, ba cuộn dây này thấy điện trở bằng nhau. Đó, các cái điện trở của ba cuộn dây bằng nhau thì là cái động cơ nó hoạt động bình thường. Còn nếu mà đo một trong ba pha này nó bị không có điện trở, hoặc là nó bị đứt, không lên điện trở, hoặc là điện trở nó quá thấp, tức là nó có thể bằng không, thì là một trong pha này đứt hoặc là chập. Đó, thì đó là cái cách đo trên sơ đồ. Đó. Và ba cái gọc này thì nó chính là ba cái gọc ở bên đây. Thì khi mà cái động cơ 3 dây ấy, tức là 3 dây ra, động cơ nhỏ 3 dây thì thường nó sẽ đấu sẵn ở đây, hoặc là đấu như này, đưa ra 3 pha thôi. Tuy nhiên con này là 6 dây, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn đo cái cách đo 6 dây trước nhé. Đó, thì để mà đo cái động cơ này này thì chúng ta cần có một cái đồng hồ nhé. Và cái đầu tiên chúng ta sẽ để là cái lắc này. Cái nấc đầu tiên chúng ta để đo ấy là các bạn nên để nấc 200k hoặc là 20m, hoặc là nấc mega ohm hoặc là kilo ohm ấy, để chúng ta đo cái điện trở cách điện trước. Chúng ta sẽ để một pha vào để một cái que đo vào cái vỏ của động cơ, và que đo còn lại thì chúng ta đo lần lượt từng pha một như thế này. Đấy, vào bên này cũng thế này. Đó, chúng ta đo lần lượt từng pha một, từng cái cuộn dây một, thì các bạn đấy là cái đo như này nó sẽ không lên nhé các bạn, đồng hồ nó sẽ không lên.
Đó, thì đo với vỏ đồng hồ này nó sẽ không lên này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đo cuộn dây của động cơ, thì các bạn hãy để về cái nấc nhỏ nhất. Tức là trên đồng hồ nó có cái nấc ôm hay là nấc 100 ôm hay 200 ôm thì chúng ta để cái nấc nhỏ nhất nhé. Hoặc là nhân 1 ấy, đồng hồ số thì nó có nhân 1 thì chúng ta đo. Đo thì như bạn đã biết thì cái U1 này nhá với U2 nó sẽ làm chéo nhau như này. Đó. Bạn thấy chưa? Nó lên là 1 ôm. Và cái tiếp theo cuộn thứ hai là V này, nó sẽ làm chéo sang đây. Đó. Đó là 1 ôm. Đấy. Và cuối cùng là cái cuộn V gấp 1 V gấp 2 đây. Nó làm chéo nhau như này. Đấy các bạn nhìn rõ. Đó, thì ba cái pha mà cái điện áp nó chênh lệch nhau rất là nhỏ như thế này, thế là có thể là do cái tiếp xúc kim thôi nhé, chứ còn bản chất của nó là ba cái này, ba cái cuộn đó là cái điện trở nó bằng nhau là ok nhá, tức là cái động cơ của chúng ta là tốt. Thế còn nếu chúng ta đo trong trường hợp mà nó đứt không lên gì thì cũng là một trong các pha đứt và lên lệch nhau lên cái giá trị rất là nhỏ, không ôm chẳng hạn thì nó là chập động cơ rồi. Thì đó là đối với cái động cơ mà nó 6 đầu dây ra. Đấy. Thì cái động cơ 3 đầu dây ra thì sao? Thì đơn giản đấy là các bạn chỉ việc đo ba cái cuộn như thế này, đo ba cái đầu ra như này thôi nhá. Bởi vì bản chất của cái động cơ mà có 3 đầu dây ra ấy là người ta đấu sẵn rồi. Thì người ta có thể đấu sao là đấu trộn ba thằng này lại với nhau thì chúng ta không cần đo thằng này, mà chúng ta đo trực tiếp là từng cái pha một như thế này. Thì khi các bạn đo như này thấy nó lên đều nhau thì là cái động cơ của chúng ta chạy tốt, tức là động cơ bình thường. Thế còn nếu đo ba cuộn dây này mà lệch nhau về điện trở thì coi như là cái motor của chúng ta hỏng. Đó, và cũng đo cách điện tương tự. Đấy, đo cách điện chúng ta cũng đo tương tự như vậy. Cũng từng pha một ra vỏ. Đấy. Đấy thì khi mà đo cái ba cuộn dây thì đơn giản là họ túm thế này, túm này. Thì đưa ra ba đầu như này thì chúng ta có đo như này thì là chúng ta cũng đo từng cuộn. Và nếu đấu sao thì chúng ta đo như này. Đo như này thì là chúng ta đo hai cuộn một. Thì lúc này cái điện trở lớn hơn một chút. Vì mà cái kiểu mà đấu sẵn thì thông thường là người ta hay sử dụng cho các loại động cơ nhỏ. Đó. Thì người ta hay đấu sẵn như vậy. Thì đây là cái động cơ lớn. Thì người ta sẽ đấu người ta sẽ để chờ 6 đầu dây để cho các bạn đấu theo cái phương pháp khởi động và theo cái mà điện áp làm việc thực tế ở các cái lưới đó. Thì trên đây là cái chia sẻ của mình về cách mà đo một cái động cơ 3 pha là như thế vậy đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.